Sử dụng phần mềm Atmel Studio 6.1. Tạo project mới bằng New Project hoặc mở project cũ có sẵn. Sử dụng hợp ngữ khi chọn Assembler, đặt tên cho tập tin mới hoặc chọn C khi viết bằng chương trình C. Chọn loại linh kiện Atmega 8. Chương trình tự tạo ra theo mẫu. Sử dụng phần ví dụ có sẵn trên website. Sau đó Build Solution hoặc nhấn F7 để biên dịch. Chương trình không có báo lỗi. Mô phỏng dùng Proteus. Ví dụ minh họa bằng phần mềm Proteus 8.1. Các phiên bản phần mềm Proteus khác cũng tương tự. Đặt tên và chọn đường dẫn. 1. Nếu chỉ muốn mô phỏng, chọn bước 2, tạo schematic và tạo PCB khi muốn tạo bản mạch in cho chương trình sau này. Các bước tiếp theo, nhấn Next cho đến Finish. Các tab Schematic và Layout, nhấn chọn một linh kiện và nhấn 2 P để lấy ra loại linh kiện cần thiết. Có thể lựa linh kiện hoặc gõ linh kiện để tìm kiếm trong thư viện. Kích chuột trái 2 lần để đặt linh kiện vào mạch. Double click chuột lên linh kiện để nạp linh trình trong mục Program File. Các fuse bit và lock bit giữ nguyên không thay đổi. Sử dụng bộ dao động nội 1 MHz. Chọn tập tin .hex và mô phỏng bằng các công cụ phía dưới. Nút play và nút dừng. Lựa chọn linh kiện phù hợp cho Proteus. Xoay linh kiện, đổi giá trị linh kiện. Chọn nguồn và đất cho mạch, DJ, các thành phần tương ứng. Kiểm tra giá trị linh kiện rồi mô phỏng. Tuy nhiên, một số loại linh kiện không cho phép tương tác, vì vậy cần lựa chọn loại linh kiện cho phép tương tác trong quá trình mô phỏng. Ví dụ trong trường hợp này là một biến trở. Khi mô phỏng, có thể tương tác với biến trở để thay đổi giá trị. Proteus cho phép vẽ PCB. Chọn tab PCB tương ứng. Sử dụng công cụ vẽ đường thẳng, chọn loại lớp là Bore Edge để vẽ viền mạch. Chọn loại linh kiện tương ứng khi vẽ. Sắp xếp linh kiện trên mạch. Với những linh kiện báo dấu X đỏ có nghĩa là sai chân hoặc chưa cung cấp chân. Đối với những linh kiện này, ta phải
vào trong thư viện để chọn loại chân tương ứng. Sau khi đầy đủ các thành phần, di chuyển linh kiện đến vị trí phù hợp. Xoay linh kiện bằng phím cộng trừ hoặc kích chuột phải và rotate DJ bằng công cụ tool auto route hoặc tự vẽ bằng tay với các lớp đã chọn như là bottom hoặc top copper.